Con chết con vậy? Sao có thể cậu ấy được? Bây giờ lớn tuổi rồi nên cũng hay nhớ lầm lắm. Trời ơi, thiệt tình mà trí nhớ sao tệ quá. Bây giờ tụi em vẫn còn đang độc thân. Ê, bây giờ thầy á, sợ nhất là gặp được học trò như hai đứa. Thiệt tình luôn. Tại sao vậy thầy? Bởi vì cảm thấy làm lỡ chuyện các em. Thầy đừng bao giờ nói như vậy. Đều là tụi em đã tự làm lỡ chuyện bản thân. Đâu có thể nào nói như vậy. Tới bây giờ á, đám học trò các em về trường thăm thầy ha. Không biết là thầy nên vui hay là nên buồn rầu đây. Em thấy đó ha, vui mừng gì á, cũng như hai đứa đây đều thành đạt rồi, lại được ưu tú, thu nhập cũng cao, điều kiện cá nhân cũng rất tốt. Còn buồn gì á, không nói tới hai em đây. Hai em á kể ra còn trẻ, mà nói đàn anh đàn chị của các em có mấy đứa rồi, điều kiện thì cũng rất tốt, đã 40 rồi mà còn chưa có kết hôn, trời thiệt là buồn quá chừng đi. Hồi xưa thầy luôn mạnh tay cấm đoán tụi em yêu sớm. Ê trời ơi, nhưng mà thầy không ngờ bây giờ lớn tuổi rồi, nam nữ độc thân lại thành là chuyện lớn. Thầy không nghĩ sai em nghĩ thầy không nên nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng. Tuy là bây giờ tụi em đều độc thân, nhưng mà tụi em vẫn sống rất tốt. Phải đó thầy à, tụi em không kết hôn là bởi vì tụi em vẫn chưa tìm được đối tượng để kết hôn. Có lẽ tụi em còn có yêu cầu cao hơn. Có điều có vài người, có thể họ có một số chuyện khó nói ra, nhưng chắc chắn không phải tại cách dạy của thầy. Hoàn toàn không liên quan tới cách dạy của thầy. Cũng như hồi đó thầy giải quyết chuyện yêu đương sớm, tuy có một chút sai sót nho nhỏ nhưng cũng không hề gì. Thầy cứ yên tâm. Ơi trời ơi, năm đó thầy tịch thu thư tình của tụi em để đâu mất tiêu. Thư tình? Thầy còn giữ sao? Thầy phải trả cho em chứ. Thầy khỏi trả. Thư đó đâu có quan trọng đâu mà trả. Đừng có tìm nữa, đừng tìm mà. Thầy đang tìm giùm cậu mà. Thầy ơi, thầy cứ tìm đi. Thầy ơi, tụi em có chút chuyện xin về trước nha. Không sao, tìm được rồi, nằm ở trong này nè. Tôi muốn thầy à, tụi em chào thầy. Đùa tôi, đúng đi. Để tôi chiêm ngưỡng thư tình cậu viết cho Mã Linh đợi sẽ chết sao? Đùa nhỏ mọn. Không yêu cậu sẽ chia xa. À, tôi đã muốn không yêu cậu, sớm muộn sẽ có ngày sẽ chia xa. Ghét bỏ cậu, bỏ tôi mà đi. Trừ khi tôi cứ ghét cậu vậy. Cậu đừng bao giờ bỏ tôi mà đi. Trời ơi Lộc Phi, chỉ có mấy câu này cậu không dám cho tôi coi. Đây mà là thư tình sao? Thư chia tay thì đúng hơn. Nhận được thư tình như vậy không tát cho cậu một bàn tay. Kể ra mà Linh lợi quá nhân từ rồi. Ai quyền của cậu thấp như vậy? Hèn chi người ta không liên lạc nữa. Mà đưa phần kia cho tôi coi. Trời ơi, có cái gì đáng coi đâu. Đưa tôi coi thử. Không có gì đáng coi đâu mà. Được đấy. Ôi. Nằm đó chết cũng không chịu nói, bây giờ chết cũng không cho tôi coi. Có cần phải sống bảo vệ Mã Linh lợi tình đầu của cậu không? Đói hả? Mùi vị ngon không? Để lâu quá đóng bằng nhện rồi. Ôi, sắp ù rồi, mấy chị cẩn thận nha. Hey, con chào chú. Hai đứa về rồi hả? Uống chút nước trái cây, cơm sắp chín rồi nè. Mẹ, sao mẹ tới đây? Mẹ Lộc Phi, coi thử bài của dì đi. Coi bài của dì cũng được ha. Lát nữa đánh con này. Trời ơi, không thể đánh con này. Sao lại đánh như vậy? Đầu óc để đâu rồi? Lát nữa con coi giùm cho dì nha. Đánh tiếp hai đi. Đứa này lần nào cũng vậy hết trơn á, vừa về tới nhà là chạy vô phòng liền à, để mấy chị chê cười rồi. Bọn trẻ giờ đều như vậy, thích ở một mình thôi. Thời buổi này con dâu không có ở chung nhà với cha mẹ chồng nữa đâu, đều thích có không gian riêng.
Tôi nói chị biết, Nhược Mạn nhà tôi không phải đứa con dâu không hiểu chuyện, con bé rất thân với tôi. Con chị thương thật ra quan hệ giữa tôi với Lộc Phi còn tốt hơn Lộc Phi với nửa con trai tôi thật vậy. Sao? Nửa con rể nửa con trai. Có chuyện gì vậy? Mẹ tôi tới nhà cậu. Nói nhảm. Tôi muốn hỏi sao lại như vậy? Chắc tại mẹ quá thích cậu, muốn tác hợp chúng ta. Trong vụ việc này có một nửa nhà cậu, một nửa là nhà tôi. Người ta vừa thất tình mà nói chuyện này là thừa nước đục thả câu. Vừa bị tổn thương, vừa tìm người ta an ủi, đúng là mặt dày. Rắc rối trong nhà đã giải quyết chưa? Đã bước ra khỏi tình trạng thất tình chưa? Xóa tan ám ảnh trong lòng chưa? Còn không chấp nhận sự thật cậu ấy không yêu mình sao? Cậu ấy không phải là linh dược tình yêu của mình. Cậu ấy không phải bánh xe dự phòng của mình. Không được. Bình đến tôi chặn, nước đến tôi ngăn. Tóm lại ở trong lòng họ, tôi là người nóng tính, là đứa cứng đầu. Cậu phối hợp với tôi là được. Lát nữa, cậu nói chuyện chú ý nặng nhẹ, nhẫn nại một chút đừng nóng vội. Rõ rồi. Hôm đó Nhược Mạn à, nghe ba mẹ con nói là con định Quốc Khánh không về vì con đang nghĩ lên Bắc Kinh thăm tụi con nữa. Con vừa thất tình về đây để giải khuây. Hả? Hả? Sao vậy? Sao con lại thất tình nữa? Trời ơi, nó nói giỡn thôi à. Muốn sống với nhau cả đời thì phải tìm người thành thật, biết rõ hoàn cảnh của người ta. Đúng đó. Ba, con không đồng ý cách nghĩ của ba. Cái con nhỏ này. Hôn nhân mà con nghĩ không phải như ba mẹ nghĩ, kết hôn xong là mọi chuyện êm đẹp. Hai người dù có yêu nhau cũng không có cách nào bảo đảm có thể sống tới bạc đầu, có thể tiến tới hôn nhân. Huống chi là hai người giống không có tình yêu. Hả? Không yêu. Trời ơi, con nói không thích thằng Phi nhà gì sao? Mẹ à, ai hỏi thẳng kiểu đó chứ. Con gì à? Dùng từ thích hay không thích để vội vã phán đoán là đã quá xem thường tình cảm bao năm của tụi con. Còn và Lộc Phi là bạn thân nhất, cậu ấy là người quan trọng nhất. Ngoài ba mẹ con ra, Lộc Phi cũng nghĩ như con vậy. Làm gì hết hồn. Đã nghe thấy chưa? Nó là người quan trọng đó. Đúng vậy đó. Chẳng phải được rồi hay sao? Nhưng mà tình cảm đó không phải là tình yêu. Tình yêu và hôn nhân của con cần có đối tượng tương xứng hơn. Dĩ nhiên, cho dù cả đời này con không tìm được người có thể yêu con, con cũng đành ở vậy. Con đành chấp nhận. Dạ thưa chú, thưa dì, thưa mẹ. Hả? Tụi con biết rằng mọi người đều muốn tốt cho tụi con, nhưng mà thật tình tụi con không muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại. Tụi con đều quá hiểu rõ đối phương, cũng tôn trọng đối phương. Nếu như tụi con đều nói hiện tại tụi con chỉ thích hợp làm bạn bè thì quả thật chỉ thích hợp làm bạn bè. Cái gì vậy chứ? Chuyên gia nói không sai mà. Phàm là có thể sống tới thời buổi này đều là giống như con kiến vậy. Hai con mắt mọc trên đỉnh đầu hết rồi, tâm lý có vấn đề hết rồi. Khờ rồi, con khờ rồi. Con học hành nhiều quá cho nên khờ rồi. Càng học nhiều càng khờ. Nhưng mà con không thể đòi hỏi cao quá. Lộc Phi có gì không tốt? Có chỗ nào không xứng với con hả? Con còn muốn kén chọn kiểu gì nữa? Con muốn ba mẹ mong chờ thêm bao nhiêu năm nữa đi? Phải đó. Hay là như vậy đi Nhược Mạn à, hay là vậy, dì đảm bảo với con nha, trước khi hai đứa con kết hôn á, dì nhất định sẽ đổi cho con căn hộ lớn hơn. Căn hộ 100m², chắc chắn ở khu Tứ Hoàng ở Bắc Kinh. Vậy được không mẹ? Không phải là vấn đề của Nhược Mạn, mẹ đừng có nói cổ. Là vấn đề của con. Từ nhỏ con đã hạ quyết tâm không kết hôn, con không kỳ vọng gì ở hôn nhân hết. Hả? Đây chính là suy nghĩ đích thực trong lòng con. Sau này mọi người đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Cũng đừng trách Nhược Mạn. Muốn trách cứ trách con nè. Bình tĩnh đi chị, hết nổi rồi.
thật không ngờ. Đúng là không ngờ. Vấn đề này của Lộc Phi còn nghiêm trọng hơn cả con. Con nói một đứa ngoan hiền, sao nó lại không muốn kết hôn chứ? Có bệnh gì hay sao? Hay là chịu cú sốc gì? Tự ý quyết định càng rối thêm. Giờ thành ra như vậy vừa lòng chưa? Bà mẹ có nghĩ tới tác hợp không thành sẽ trở mặt hả? Ba mẹ chỉ thấy Lộc Phi là người thích hợp với con nhất thôi. Bây giờ thì không chắc rồi. Nó thích cuộc sống độc thân, không thích kết hôn, làm sao hợp nhất nó được. Nó nói như vậy để từ chối. Bây giờ chủ yếu là người ta không để mắt tới con gái ông kìa. Nếu như con cũng không kết hôn, con dám? Ba mẹ không sợ ép con quá con sẽ lấy đại ai đó, sống không được sẽ ly dị sao? Vậy cũng tốt hơn là làm gái ế. Mẹ con nói đúng đó. Trời ơi, ba mẹ điên thật rồi. Còn thấy người cần đi gặp bác sĩ tâm lý là ba mẹ đó. Hôm nay ở nhà Dược Mạng con nói những lời đó, có phải là con cố ý không? Con cố ý phải không? Con... Mẹ nói cho con biết, con không nghe lời như vậy hả? Nếu biết trước con như vậy lúc mới sinh ra, mẹ đã bóp cho con chết luôn rồi. Con không kết hôn thử coi, con không kết hôn thử coi. Nếu như con dám không kết hôn thì con cứ chờ đi, chờ mà dọn xác của mẹ hả? Đừng có đi theo tôi, tôi không phải là mẹ của cậu. Sao con không nghe lời như vậy hả? Sao con không nghe lời như vậy? Sao lúc nào cũng làm cho mẹ không yên lòng chứ? Nếu biết đứa con hư đốn như vậy thì lúc sinh con ra mẹ bóp cho con chết mẹ rồi. Mẹ ơi con xin lỗi. Mẹ ơi con xin lỗi. Đừng có đuổi theo tôi. Tôi không phải là mẹ của cậu. Đi đi, đi tìm ba cậu đi. Đi tìm ba của cậu đi. Để coi ba cậu có cần đứa con dư thừa này không. Đi về nhà.